vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối, nguyên nhân và cách xử lý ra sao. Các bạn thân mến, chuyện đời sống chăn gối vợ chồng là một vấn đề tế nhị khó có thể chia sẻ được cởi mở, và đặc biệt là văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa trưa nay vẫn chưa được thoải mái về vấn đề đời sống tình dục. Chính vì vậy mà đời sống tình dục rất ít khi được quan tâm và chăm sóc một cách đúng cách, dẫn đến xảy ra rất nhiều những vấn đề khó giải quyết. Và khi thấy vợ lạnh nhạt trên chăn gối thì nhiều đấng mày râu cũng không biết phải nhờ cậy ai. Và càng để tình trạng này kéo dài thì càng khiến cho vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và xa cách nhau nhiều hơn. Vậy thì làm cách nào để giải quyết những khó khăn, những vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó hơi khó có thể mở lời này? Các anh đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ chủ đề vợ lạnh nhạt trên chăn gối, nguyên nhân và cách giải quyết ra sao. Các bạn thân mến, đời sống tình dục đối với các cặp đôi là một điều thiêng liêng và ý nghĩa. Và trong hôn nhân thì tình dục đóng vai trò là một sợi dây liên kết quan trọng giữa hai vợ chồng. Thông qua những giây phút ân ái gần gũi này, cả hai không chỉ tạo ra được những thiên thần xinh xắn, làm tròn trách nhiệm duy trì nòi giống, mà còn tìm thấy được sự hòa hợp về mặt tinh thần. Đời sống tình dục thăng hoa viên mãn sẽ giúp cho các cặp đôi tìm thấy được sự hạnh phúc đủ đầy. Và sẽ như thế nào đây nếu như sợi dây liên kết mang tên tình dục này bị gián đoạn? Đối với cánh mày râu mà nói, nó giống như một sự tra tấn về cả mặt sinh lý và mặt tâm lý. Người vợ đầu gối tay ấp bỗng nhiên thiếu đi sự hứng thú và nồng nhiệt về chuyện giường chiếu tế nhị này. Không có người đàn ông nào lại không bối rối khi mà đời sống của mình đang sung mãn lại bị cấm đoán. Có lẽ cánh mày râu sẽ hết sức bối rối và khó chịu rất lớn. Tuy nhiên, vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối là một chuyện nhạy cảm. Việc giải quyết cũng nên thực hiện được một cách tế nhị, tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Và nếu muốn xử lý được các vấn đề thì việc tìm hiểu được nguyên nhân là một điều rất cần thiết. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nguyên nhân vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối đầu tiên. Sự việc nào thì cũng có các cái đầu dây mối nhỏ. Các anh cần thiết thì phải biết lần mò và tìm hiểu lý do thì mới có thể giải quyết được một cách thỏa đáng. Chắc hẳn cánh mày râu cũng đang rất thắc mắc tại sao vợ mình đương nhiên đương lành lại trở chứng như thế hay không. Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ một vài những nguyên nhân hàng đầu sau đây khiến cho người vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối nhé. Nếu như chị em phụ nữ đang không nằm trong các nhóm tuổi dậy cảm thì có thể mắc bệnh phụ khoa sẽ là nguyên nhân đầu tiên mà tôi nghĩ rằng các anh nên nghĩ đến. Phụ nữ là một nhóm đối tượng có tỷ lệ mắc các bệnh về phụ khoa rất cao. Ví dụ như các bệnh liên quan đến nấm ngứa, đến khí hư, cô âm đạo, cổ tử cung có vấn đề. Những bệnh phụ khoa này ảnh hưởng đến không nhỏ sức khỏe thể chất và tâm lý của chị em, từ đó gây ra cảm giác sợ gần chồng và né tránh chuyện chăn gối. Hiện nay thì tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn mắc bệnh phụ khoa rất cao. Thế nhưng phụ nữ Việt Nam thì lại thường kín đáo và thường ngượng ngùng trong việc chia sẻ những vấn đề này với người bạn đời của mình. Do đó mà chị em thường chọn cách né tránh chồng cho đến khi vấn đề của mình được giải quyết. Tuy nhiên chính điều này đôi khi lại gây ra sự hiểu nhầm hay là xung đột giữa hai vợ chồng. Người chồng có thể vì không hiểu được vấn đề của vợ nên càng cảm thấy bực dọc và tự ái khi mà vợ không cho gần gũi. Do đó các chị em phụ nữ, nếu như các bạn đang nghe video này thì cũng rất mong các chị em nên khéo léo nói chuyện để cho chồng có thể thông cảm và cả hai tìm được hướng giải quyết một cách hiệu quả nhất. Còn đối với các anh đàn ông, cũng mong các đàn anh có thể kiên nhẫn chăm sóc và chờ đợi thay vì trách móc người bạn đời của mình. Đây là một trong những vấn đề khá tế nhị mà chị em khó tâm sự với người bạn đời. Các loại bệnh phụ khoa không chỉ ảnh hưởng đến sinh lý mà cả về mặt tâm lý của chị em. Nhiều chị em sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn khi mà quan hệ tình dục. Đồng thời tâm lý ngại ngùng, tự ti cũng khiến cho chị em phụ nữ không dám lâm trận, hoặc lâm trận nhưng cũng thiếu sung mãn và thiếu sự toàn tâm toàn ý dành cho người bạn đời của mình. Nguyên nhân thứ hai khiến nhiều chị em phụ nữ cũng lạnh nhạt chuyện gối chăn với chồng có thể là do các chị em đang bước vào độ tuổi tiền mãn kinh. Nếu như các chị em phụ nữ bước vào độ tuổi trung niên thì sẽ đối mặt với một thử thách rất lớn của cuộc đời mình. Họ rơi vào tình trạng căng thẳng, mất ngủ và cáu gắt thường xuyên. Nhu cầu tình dục sẽ suy giảm một cách rõ rệt. Vì vậy mà chị em hay lạnh nhạt với chồng của mình. Tuy nhiên thì điều này cũng chỉ xảy ra ở những năm đầu. Vấn đề rối loạn tâm sinh lý sẽ dần được cải thiện sau đó. Nhưng cũng vẫn phải nói chị em phụ nữ tuổi tiền mãn kinh là một trong những lứa tuổi đầy thử thách. Cũng có những người rất mong muốn được gần chồng, nhưng cũng có những người rất lạnh nhạt với chồng chuyện chăn gối. Cũng là một điều mà chị em phụ nữ
cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ các anh. Đối với các cặp đôi đang bước qua độ tuổi trung niên thì vấn đề lạnh nhạt về sex là một điều dễ hiểu. Đặc biệt là đối với nữ giới, nhu cầu và khả năng tình dục của họ giảm một cách rõ rệt. Đây là một trong những nguyên nhân liên quan đến sinh lý không thể tránh khỏi. Khi bước qua thời kỳ tiền mãn kinh thì phụ nữ suy giảm một lượng lớn hormone, và chính điều này đã khiến cho các chị em trở nên suy giảm những ham muốn của mình. Tiền mãn kinh còn gây ra không ít những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của phái đẹp. Do đó cũng rất mong các đấng mày râu cũng nên thông cảm, trò chuyện và tìm cách tháo gỡ cùng với người bạn đời của mình. Nguyên nhân thứ ba các chị em phụ nữ cũng lạnh nhạt chuyện đối chăn với chồng con, đó là có thể các chị đang trong giai đoạn mang thai, bệnh tật hay là vợ vừa mới sinh xong. Chắc hẳn là ai cũng biết các cặp đôi phải kiêng khem chuyện gối chăn trong thời kỳ mang thai. Chưa kể là chị em có những sự thay đổi đột ngột cả về tinh thần, về thể chất, nên rất khó có thể sẵn sàng cho một cuộc yêu trọn vẹn. Và điều này cũng tương tự khi mà vợ các anh đang bị suy giảm sức khỏe vì bệnh tật. Chị em sẽ cố gắng tránh tình dục hết sức có thể, nhưng mà khi khôi phục thì rất mong là họ sẽ đền bù cho chồng xứng đáng nếu như người chồng trong giai đoạn vợ khó khăn thực sự biết chia sẻ và lắng nghe vợ nhiều hơn. Khi mà trong giai đoạn bệnh tật thì tất nhiên ai cũng vậy thôi, và chị em phụ nữ cũng vậy, mong muốn có được thời gian hồi phục sức khỏe, và sẽ rất khó khăn để mà có được một cuộc yêu trọn vẹn và hoàn hảo trong những giây phút này. Mọi sự đòi hỏi từ phía người bạn đời có thể trở thành gánh nặng của chị em. Chính vì vậy rất mong các anh một lần nữa chăm sóc, chờ đợi các chị em trong giai đoạn này. Hoặc là các chị em phụ nữ có thể mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Phụ nữ trước và sau sinh sẽ trải qua một sự thay đổi rất lớn, kể cả là về thể xác lẫn tâm lý. Mặc dù rất vui mừng vì sự chào đời của những thiên thần nhỏ, nhưng đi kèm với đó sẽ là sự lo lắng và mệt mỏi. Những đêm thức trắng cùng với con quấy khóc, những đêm không biết vì sao con đang ngủ lại giật mình, những sự lo lắng khi con hôm nay có một mũi tiêm. Tất cả những điều đó đổ dồn lên vai của một người phụ nữ mới sinh xong. Sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn, vóc dáng có phần mũm mĩm, di chứng sau sinh và rất nhiều những nguyên nhân khác đã khiến cho người vợ rất sợ gần chồng. Một số phụ nữ còn có tâm lý bi quan với cuộc đời và đặc biệt là với đời sống tình dục. Chính vì vậy mà chị em có phần ngại gần gũi với người bạn đời của mình. Rất mong các anh có thể thấu hiểu được lý do này. Nguyên nhân thứ ba khiến một người phụ nữ lạnh nhạt và không còn tha thiết với chuyện chăn gối với chồng đôi khi có thể cũng rất đơn giản thôi, đó là khi các chị em đang giận dỗi chồng. Một cách trả thù khá ngọt ngào một phụ nữ thường sử dụng khi mà giận chồng đó là cấm túc những chuyện này. Chắc hẳn là nhiều anh cũng đã rơi vào hoàn cảnh này rồi. Vì các anh làm điều gì đó khiến cho chị nhà tức giận, thế nên mới bị trừng phạt như thế. Với lý do này thì cách xử lý rất đơn giản thôi. Các anh hãy mau mau làm lành với chị em ngay. Nếu mà có điều kiện và có nhiều thời gian thì có thể đi mua hoa, mua quà để tặng, hay đơn giản hơn là tự tay nấu bữa cơm tối, đều là những ý tưởng làm lành rất hay ho. Hãy mau áp dụng để thoát cảnh cám treo heo nhịn đói thôi nào. Nguyên nhân thứ tư khiến cho các chị em phụ nữ cũng không có hứng thú với những giây phút ẩn ái bên chồng, đó là các chị em thiếu đi hứng thú. Với phái nữ mà nói thì ham muốn nó không xuất phát từ nhu cầu sinh lý với đàn ông. Cảm hứng yêu đương của họ nảy sinh theo tâm lý nhiều hơn. Một hoàn cảnh lãng mạn, một người đàn ông ngọt ngào hấp dẫn đều sẽ đánh thức được bản năng yêu của phái nữ. Tuy nhiên thì đời sống hôn nhân của chúng ta không thể nào lúc nào cũng toàn màu hồng và tràn đầy những sự lãng mạn như lúc yêu cả. Cuộc sống sẽ dần mất đi những màu sắc của sự lãng mạn và bất ngờ. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hứng thú tình dục của các chị em. Đó cũng là một lý do khiến cho vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối mà các anh nếu như tinh tế có lẽ sẽ nhận ra được rất sớm. Và khắc phục được vấn đề này cũng tương tự như trên, không có gì là quá khó khăn. Các anh hãy set up một buổi hẹn hò thật lãng mạn, hay dành cho vợ những điều bất ngờ và những dịp đặc biệt. Tôi tin rằng các anh sẽ khơi gợi lại được những ham muốn, những hứng thú của các chị em ngay thôi. Và nguyên nhân cuối cùng cũng là nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân tôi nghĩ rằng nặng nề nhất trong tất cả những nguyên nhân khiến cho người vợ lạnh nhạt chuyện gối chăn với chồng, đó chính là vợ hết yêu và vợ đi ngoại tình. Đa số thì phái nữ đều được xem tình dục đồng nghĩa với tình yêu, có nghĩa là họ thường chỉ lên giường và họ thích ân ái với những người mà họ yêu thích thôi. Nhưng mà khi tình cảm đã vôi phai thì họ sẽ dần tìm cách né tránh
cho dù người đó đã chung chăn gối với mình bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì trong đầu họ cũng không còn ý nghĩa gì nhiều. Bốn nguyên nhân đầu tiên mà chúng tôi gửi đến các bạn về lý do mà vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối thì đều là những lý do bất khả kháng. Tuy nhiên là chúng chỉ kéo dài tạm thời hoặc là sẽ được giải quyết, hoặc là cách giải quyết cũng rất đơn giản đúng không? Thế nhưng cái nguyên nhân cuối cùng mà chúng tôi vừa kể đến thì cũng khiến cho các anh phải toát mồ hôi hột lo lắng. Đó chính là vợ lạnh nhạt vì vợ hết yêu, ngoại tình và có người đàn ông khác. Trường hợp này thì không hiếm trong xã hội hiện đại. Phụ nữ họ muốn tìm kiếm một người đàn ông mới vì hết tình cảm với chồng, hoặc là họ vỡ mộng hôn nhân, hoặc chỉ đơn giản là họ say nắng một ai đó hơn chồng mình thôi. Ban đầu thì có thể những thứ tình cảm này chỉ dừng lại trong tâm trí của chị em. Họ nghĩ về người đàn ông khác đến mức quên đi thực tại. Những tình cảm suy nghĩ mê đắm khiến cho người vợ lạnh nhạt với chồng mình hơn. Và nếu như họ được đối phương đáp lại thì từ ngoại tình tư tưởng sẽ biến thành ngoại tình thật. Chúng ta đều biết, đàn ông ngoại tình thì không đáng sợ bằng phụ nữ. Nhiều khảo sát cho thấy tỷ lệ tan vỡ hôn nhân do người vợ ngoại tình cao hơn hẳn so với đàn ông. Đàn bà một khi sa vào lưới tình thì quên hết cả đường về. Đó là lý do khiến cho nhiều người chồng lo sợ khi thấy vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối và có dấu hiệu ngoại tình. Vậy thì xử lý như thế nào khi vợ lạnh nhạt chuyện chăn gối đây? Ngoại tình là một điều cấm kỵ và cực kỳ đáng sợ trong hôn nhân. Nó âm thầm ở trong nhà, tấn công và phá tan tất cả mọi thứ. Ai rồi cũng bầm dập, ai rồi cũng tổn thương, mất mát rất lớn nếu như ngoại tình điểm danh. Tuy nhiên nếu như người chồng khéo léo và thông minh hơn trong cách giải quyết thì kết cục có thể sẽ đỡ đau hơn và có thể đẹp hơn. Vậy thì nên ứng xử như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi rất lớn và rất nhiều người đàn ông mong muốn tìm được câu trả lời. Nếu như bạn chỉ đang bán tín bán nghi thì việc đầu tiên là hãy xác minh sự việc cho đúng đắn đã. Vợ lạnh nhạt do đâu? Nếu như thực sự là do ngoại tình thì hãy xem xét các bước tiếp theo. Hãy tìm cách xác minh sự việc cho thật rõ ràng và tường tận. Sự nghi ngờ nếu như không làm sáng rõ thì sẽ nhấn chìm bạn vào cảm xúc tiêu cực. Chúng sẽ biến thành những hành động rất khó hiểu, thoái mạ, chỉ trích lòng trung thủy của vợ. Thậm chí một số người còn dùng bạo lực để thỏa mãn cơn tức giận của mình. Và tất nhiên điều này tệ hại nhất là vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, bước đầu tiên mà bạn cần làm đó chính là hãy xác minh sự việc đã. Còn các dấu hiệu và cách xác minh như thế nào thì chúng tôi đã chia sẻ trong rất nhiều video. Bạn có thể tìm ở dưới phần mô tả của video này, tôi sẽ gài link ở dưới. Điều thứ hai mà bạn nên làm đó chính là hãy truy tìm được bằng chứng đã. Quá trình bạn xác minh sự việc, bạn cần phải có bằng chứng rõ ràng. Ngoài việc xác minh xem vợ mình có đúng là ngoại tình hay không thì bất nhiên là bạn phải thu thập bằng chứng. Bởi vì điều này hết sức quan trọng. Nó đóng một vai trò rất lớn để bạn có thể giành được thắng lợi khi giải quyết vấn đề. Một người vợ một khi đã bất chấp đi ngoại tình thì tôi nghĩ rằng không có việc gì là cô ấy không dám làm và cô ấy không dám cãi bay cãi biến. Chính vì vậy truy tìm bằng chứng sẽ giúp cho các anh có được phần thắng và sự thuyết phục trong việc nói chuyện thẳng thắn với vợ, tạo một bước tiền đề mới cho cách giải quyết vấn đề thứ ba, đó chính là hãy nói chuyện thẳng thắn và yêu cầu vợ phải giải quyết. Khi mà đã xảy ra chuyện thì người chồng cần phải cho người vợ hiểu rằng cô ấy quan trọng với cuộc đời mình và bạn sẵn sàng tha thứ, làm tất cả những gì cô ấy muốn. Trong mắt người vợ không thủy chung, người chồng khi ấy sẽ trở nên đáng mến và cao thượng hơn. Một điều dễ thấy là người thứ ba có lợi thế lấy lòng cô ấy dễ hơn bạn, bởi vì hai người đó có nhiều thời gian riêng tư, họ dễ dàng tạo được cảm xúc cho nhau, trong khi vợ và chồng còn nhiều mối quan hệ và nhiều ràng buộc khác cản trở. Có thể chưa chắc cô ấy đã yêu người tình đến thế. Thế nhưng trong môi trường chỉ có hai người thì người kia sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Như vậy vấn đề thời gian và sự riêng tư rất quan trọng trong việc giải quyết những sự thăng hoa của cảm xúc. Sau khi đã xác định được những gì mà tình địch làm được còn bạn thì không, hãy đề nghị cô ấy cho bạn thêm cơ hội. Có thể bạn hãy dành một quãng thời gian chỉ có hai người để bạn được thể hiện mình, một chuyến du lịch chẳng hạn. Nếu như cô ấy cần một người tâm giao thì bạn cần trở thành một người như thế. Tôi nghĩ rằng nếu sau tất cả những lần cố gắng ấy mà cô ấy vẫn cứ quay lại với người tình và không muốn đáp lại thứ tình cảm của bạn thì bạn cũng nói với cô ấy rằng sức chịu đựng của bạn có hạn. Sau đó tôi nghĩ rằng bạn cũng không cần phải tiếp xúc với người phụ nữ ấy nữa. Dù có phải chia tay thì ít ra điều cuối cùng mà cô ấy còn nhớ về bạn sẽ là một người chồng tử tế, đã cố gắng hết sức để níu giữ hạnh phúc.
cũng tuyệt đối đừng bao giờ nói những lời thô thiển. Ngay cả khi bạn kết thúc cũng vẫn nên nhẹ nhàng. Ly hôn luôn là một phương án cuối cùng mà không một ai muốn sử dụng. Tôi tin là như vậy. Vợ ngoại tình có nên ly hôn hay không? Khi nắm tay nhau bước vào lễ đường hay tổ chức hôn lễ dưới sự chứng kiến của họ hàng hai bên, không ai nghĩ sẽ có ngày vợ chồng dắt nhau ra tòa cả. Trước khi nghĩ đến việc ly hôn, tôi nghĩ rằng bạn có thể hãy nên cố gắng tự mình thay đổi và sửa lỗi lầm của mình. Nếu bạn có thể thay đổi được một con người, chắc chắn bạn cực kỳ quan trọng trong lòng người ấy. Ly hôn thật sự nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nó ảnh hưởng đến hai bên gia đình, ảnh hưởng cả đến con cái. Bạn nghĩ sao nếu như con cái lớn lên và thiếu tình cảm của cha mẹ, tuổi thơ sẽ thiệt thòi như thế nào? Nếu như người vợ đã ăn năn hối cải và đang có ý định ngày càng vun đắp cho gia đình, ngày ngày thay đổi, nhưng bạn vẫn không thể dễ dàng chấp nhận cho cô ấy ngay được, tất nhiên phải có thời gian để thử thách chứ đúng không? Thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất. Thời gian sẽ minh chứng vợ bạn thật sự có biết hối lỗi, có thật sự toàn tâm toàn ý quay về với chồng với con hay không. Thời gian này cũng là khoảng thời gian bạn nên thư thả cho chính bản thân mình, lấy lại tinh thần sau một quãng thời gian dài mệt mỏi và mất niềm tin. Mọi sự cố gắng không còn có hiệu quả thì lúc ấy bạn hãy nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi nghĩ rằng những lời chia sẻ này thì đã giúp cho các bạn có một cái nhìn nhẹ nhàng hơn, một cái nhìn thông cảm và dễ chịu hơn đối với vấn đề người phụ nữ ngoại tình. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn cũng đã có phần hiểu hơn về việc vì sao người phụ nữ lạnh nhạt chuyện đối chăm. Từ đó nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là khi vợ cai ngoại tình và có người đàn ông khác, thì cũng hy vọng rằng các anh cũng sẽ có những cách ứng xử bình tĩnh, nhẹ nhàng và thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng những lời chia sẻ này đang giúp cho các bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.